Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình 360 độ du lịch được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng TV. Và hôm nay Thùy Vi và Quang Tuấn rất vui được cùng quý vị đến khám phá một địa điểm rất thú vị tại thành phố Đà Nẵng. Đúng là như vậy, sau lưng Quang Tuấn đây, quý vị có thể thấy là có rất nhiều những công trình tiêu biểu của thế giới và những cái công trình đặc biệt của Việt Nam nữa, có thể kể tên như là Tháp Eiffel của Paris, Pháp, Tượng Nữ Thần Tự Do tại New York, Mỹ và Chùa Moco của Việt Nam. Tất cả nằm trong một khuôn viên vô cùng xanh mát của Công viên Kỳ quan Thế giới Đà Nẵng. Và đến đây thì du khách cũng như là người dân có dịp trải nghiệm ngắm nhìn những kỳ quan này cũng như là rinh về cho mình những bức ảnh sống ảo vô cùng ấn tượng. Nói như vậy thì nếu mà du khách đã có cơ hội đến với thành phố Đà Nẵng thì không nên bỏ lỡ ở điểm đến này, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì Thùy Vi và anh Quang Tuấn sẽ cùng khám phá và giúp quý vị có cái nhìn tổng thể về điểm đến thú vị này của thành phố Đà Nẵng. Cùng đi thôi nào. Công viên Kỳ quan Thế giới Đà Nẵng là một tuyệt tác nằm ngay trong tổ hợp của khách sạn Hòa Bình Green trên đường Lê Văn Duyệt thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công viên được xây dựng để chào mừng hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra vào năm 2017 tại Đà Nẵng. Với diện tích khoảng 200m², công viên như một thế giới thu nhỏ với các kỳ quan nổi tiếng của các nước trên thế giới. Đến đây bạn sẽ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Toàn bộ các mô hình đều được làm bằng đất nung với độ tinh xảo và tỉ mỉ cực kỳ cao, khiến cho chúng hệt như thật. Đặc biệt, một số mô hình còn được dát vàng 24K tinh xảo đến từ công nghệ của Đức. Dưới bàn tay tài hoa và khéo léo của các nghệ nhân trong nước đã tái hiện chúng một cách chân thực và sống động. Và chắc chắn tại đây, bạn sẽ có thể bỏ túi những bức hình check-in sống ảo cực chất. Bản thân Thùy Vi cũng có may mắn được đến với New York và cũng có cơ hội diện kiến Tượng Nữ Thần Tự Do rồi, nhưng cũng khá là bất ngờ khi mà đến đây và được cận cảnh nhìn thấy khuôn mặt của nữ thần như vậy. Vì chia sẻ với Tuấn là thời điểm đó vì đi New York thì cũng đứng khá là xa, không có được nhìn rõ bức tượng và phải là zoom cực đại thì mới thấy rõ được bức tượng trong khung hình. Thì đến đây và rất là gần và Vi cũng rất ấn tượng với cái mô hình được đầu tư như thế này. Tuấn cảm thấy như thế nào? Tuấn cảm thấy nếu mà so với kích thước thật như Vi nói thì có lẽ là bức tượng này nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà quan sát kỹ thì có thể nói là đường nét nó cũng khá là tinh xảo và rất là tỉ mỉ. Nó giống như là cái bức tượng thật mà chúng ta thường quan sát trên phim ảnh hay là trên các phương tiện thông tin đại chúng vậy. Tháp Eiffel ở Công viên Kỳ quan Thế giới Đà Nẵng có chiều cao tầm 20m. Ngọn tháp này mô phỏng công trình vĩ đại của nước Pháp và đặc biệt còn được sơn màu vàng óng ánh. Đây cũng là công trình thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in nhất vì sự hoàn hảo gần như tuyệt đối với bản gốc. Bên cạnh tháp Eiffel, một công trình nổi tiếng khác của nước Pháp là Khải Hoàn Môn cũng được tái hiện trong khuôn viên của Công viên Kỳ quan Thế giới Đà Nẵng. Khải Hoàn Môn hay đúng hơn là Bắt Đẩu Khải Hoàn Môn, một công trình nổi tiếng ở Paris và là biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Giờ đây đã được mô phỏng lại ở công viên. Với sự thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết cùng những bức tượng nghệ thuật giác vàng hai bên cổng, chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn khung cảnh sống ảo mê hồn. Cuộc hành trình ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Lan với mô hình cối xay gió. Không biết thì ngày hôm nay Vi tận mục sở thị thì cảm nhận như thế nào về công trình thu nhỏ này? Bản thân Vi cũng đã từng thấy cối xay gió tại đất nước Hà Lan rồi. Đối với những bạn chưa từng đến với quốc gia này và chưa từng nhìn thấy cối xay gió thì đây là một phiên bản khá hoàn chỉnh. Vi nghĩ là như vậy. Đến với cối xay gió này thì hy vọng là quý vị có thể tìm cho mình một cái góc thật là hoàn hảo để có thể có một khung hình lung linh ít nhiều để trong tương lai mình có cơ hội đến với Hà Lan thì lại có thể so sánh thêm, đúng không? Biểu tượng kim tự tháp cùng nhân sư trong công viên được bàn tay của những nghệ nhân lành nghề trong nước phục dựng, giống phiên bản chính từng chi tiết nhỏ. Đến tham quan, bạn sẽ cảm thấy thích thú ngay với màu vàng son ở phía dưới bức tượng cùng ánh mặt trời óng ánh. Tất cả khiến công trình này trở nên chân thật hết mức. Không chỉ có các công trình kiến trúc nổi tiếng của nhiều quốc gia, tại Công viên Kỳ quan Thế giới Đà Nẵng bạn còn bắt gặp một biểu tượng của kiến trúc văn hóa Việt Nam, đó chính là Chùa Một Cột. Chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của Hà Nội và được lấy để in ở mặt sau của đồng tiền 5.000 bằng kim loại ở Việt Nam.
Và thưa quý vị, có thể nói là với sự ra đời của công viên kỳ quan thế giới tại thành phố Đà Nẵng thì chúng ta cũng chẳng cần phải đi đâu xa, không cần phải ghé thăm thủ đô Paris hoa lệ của Pháp hay là đảo Liberty cảng New York của Mỹ hay là bất kỳ đâu trên thế giới, thì ngay tại địa điểm này chúng ta cũng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng và chụp những bức ảnh với những kỳ quan nổi tiếng của thế giới này. Và một điểm lưu ý dành cho tất cả quý vị du khách cũng như là người dân thành phố Đà Nẵng khi đến với công viên Kỳ Quan, đó là nơi đây hoàn toàn miễn phí và mở cửa vào tất cả các khung giờ trong ngày. Vì vậy quý vị có thể đến đây vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối đều có riêng cho mình những khung hình lung linh tuyệt vời. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng của Đà Nẵng TV xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình kỳ sau.